Chào bạn, mình là Du. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái con game, nó là game Litter Defense Color. Đấy, hôm nay là cái game này là cái game giữa nó sẽ cho các bạn một danh sách các bảng màu đấy, xong các bạn sẽ kích vào cái ô nào mà các bạn thấy màu khác hoàn toàn so với những cái ô còn lại. Đấy. Thì đấy là cái cách chơi. Đấy, và mỗi lần kích vào thì sẽ được thêm điểm hay là thêm tiền hay là thêm thời gian gì đấy. Đại khái là trong cái khoảng thời gian giới hạn này đấy, các bạn càng ghi được nhiều điểm thì các bạn sẽ chiến thắng đó. Ok, thì đầu tiên nhá, mình sẽ vào mình sẽ tạo mới một project đi. Event Defense Color, mình sẽ copy tên này này đấy, mình paste đây. Ok, nhấn finish. Rồi trong lúc tạo thì mình sẽ giải thích cho các bạn một chút này. Nào, lần này mình sẽ làm gì này? Đấy, thì cái video của mình sẽ chia ra làm nhiều phần nhá. Thì như các bạn thấy, đây là cái màn hình chơi của nó. Thứ nhất là nó có một cái level. Đấy, thứ hai nó sẽ có bộ đếm thời gian. Thứ ba nó sẽ có cái con lôm la, là khi các bạn chơi nó sẽ có một cái con sư tử, cái con thỏ nó nhảy nhảy đấy. Thứ tư là nút cài đặt này đấy. Thứ năm nữa là cái hiệu ứng đấy. Đây là cái bản cũ rồi. Bản cũ rồi thì nó sẽ đơn giản, nó chỉ có đơn giản như này thôi đấy. Và cái phần quan trọng nhất đấy chính là cái phần chơi. Chính là phần chơi những cái ô màu của chơi các bạn này. Đó, thì ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi từ từng bước một đấy. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm nào xây ra được một cái nít các cái ô màu như này đấy, nít các cái ô màu hiển thị này đấy, ở video trước đã. Ok rồi, xong rồi nhá. Rồi thì khi mình đã tạo ra mới ra một cái project bằng Android Studio ấy, thì sẽ ra cho ra mình ra làm nó sẽ tạo mới cho mình một cái activity và một cái file XML. Thì mình sẽ chỉnh chỉnh lại một chút nhé, chỉnh sửa lại một chút. Mình đã vào trong cái phần value, phần hiện tại cái bản mình đang dùng là cái bản Android Studio 4.1 đấy, 4.1, nên là nếu như mà thời gian là nó cũng như các cái bản khác thôi, nó cũng như các bản khác, nó chỉ cải tiến hơn nhiều nhiều tí đấy. Thì mình đã sửa cái thằng này thành No Action 3 đấy. Action 3 là gì? Action 3 là có cái thanh ở các bạn dùng app ấy, hay là có nó có một cái thanh ở bên trên trên điện thoại của các bạn. Action 3 đây đó. Thì cái Action 3 nó lúc nào là gần như là khi mà các bạn tạo ra cái video, tạo ra một cái app nào thì nó cũng sẽ có một cái gọi là cái Action 3. Đấy, nó chính là cái thanh trên tiêu đề bên trên của các bạn này đấy. Thì ở lần này tùy từng app thôi, thì còn với cái app lần này thì mình sẽ không sử dụng cái thanh S3 nữa, nên là mình sẽ sửa cái thằng cái kiểu đây là cái style của cái app của bạn ấy đấy, từ cái dark S3 thành no S3 đấy, nó sẽ là không có S3 nữa. Mình sẽ sửa cả hai file nhá, file thường và file live. Rồi ok. Rồi tiếp đến nhá, mình sẽ phân tích một chút này. Như các bạn đã thấy trên hình ấy, thì ở đây sẽ có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Đấy. 7 nôm na sẽ chia ra là một cái ma trận hai chiều ấy. Đấy, có 7 hàng và 7 cột. Đấy, mỗi cột nó sẽ chứa một cái hình tròn như thế này. Đấy, chứa cái hình tròn như thế này. Thì đơn giản thôi, để ở trong bên trong Android ấy, thì để tạo ra một cái ma trận, hiển thị ra cái ma trận như thế thì các bạn sẽ dùng cái thằng grid view đúng không? Mình sẽ sửa lại một chút cái thằng này thành relative layout trước. Cái graffiti mình sẽ để là center, có nghĩa để cho các cái grid view mình sẽ ở bên dưới, ở chính giữa. Rồi tiếp đấy mình xóa thằng này đi. Đấy. Mình sẽ sử dụng cái thằng grid view. Ok. Grid view mình cho nó làm width, mình để mapping hay mình để là warp content đấy. Xóa so, cả rồi ok. Tiếp theo đấy nhá,
Mình sẽ sử dụng cái, mình sẽ cướp tìm lại cái bên trong Android, nó sẽ có một cái thằng nó gọi là cái thằng adapter đấy, kiểu đấy. Adapter thì nó sẽ làm nhiệm vụ là, các bạn cứ tưởng tượng là mỗi một cái này là một cái đối tượng, mỗi một cái này là một cái đối tượng, và tổng cộng tất cả những cái ô này nó sẽ là một list, một cái array list chứa tất cả các đối tượng đấy, và mình sẽ chuyển từ cái đối tượng đấy đổ đổ lên trên cái màn hình ấy, thông qua cái thằng git view ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy và hiển thị được cái nó giống như kiểu cái bảng màu, giống kiểu ma trận hai chiều ấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ kích chuột phải đây. Đầu tiên mình sẽ tạo ra cái bucket có tên là object trước. Object. Rồi, sau đấy xong thì mình sẽ kích chuột phải đây, mình tạo ra một cái Java class. Đấy. Mình sẽ tên nó là ô màu. Đấy. Thì đây cái ô màu sẽ chứa, nôm na nó sẽ chứa, nó là một, mỗi một cái ô màu ấy, nó sẽ chính là một cái này đấy, một cái hình tròn bạn nhìn thấy đấy. Rồi thì đầu tiên nhá, ở đây mình sẽ tạo ra một cái arrayNit trước, arr arrayNit, kiểu dữ liệu của arrayNit chính là ô màu, các bạn mở ngoặc nhọn ra cho mình là sẽ xong, cần nhấn Ctrl cách nó sẽ ra đó, ô màu, mình đặt tên là arr ô màu. Đó. Bằng new arrayNit đi. Đó. Ok chưa? Rồi. Ở dưới này thì mình sẽ tạo ra một cái hàm. Đó. Cái hàm nó tên là init value, init. Nôm na cái hàm này có nhằm mục đích là khởi tạo. Thì mình sẽ chạy một cái vòng while thôi. ARRO màu chấm size. Chấm size có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái số lượng phần tử ở trong cái nít màu ấy. Mà nó còn nhỏ hơn. Mình sẽ làm giống này nhá. Ở đây có 7 đúng không? 7 7 là 49 nhá. Nếu như nó có nhỏ hơn 49, nó chưa có đủ 49 ô màu, thì cái arrow màu mình sẽ add thêm new một cái ô màu. Đấy, chấm phải này. Rồi xong, sau đấy xong ấy, mình sẽ gọi cái hàm init đây. Rồi, mình sẽ bật máy ảo chạy cho các bạn xem nhá. Ok, mình vừa khởi động cái máy ảo rồi, mình sẽ run lên cho các bạn xem này. Ok, thì cái app của mình đã lên trên này rồi và hiện tại nó cũng không có cái gì cả. Đấy, hiện tại không có gì cả. Bởi vì là cái nít ô màu của mình đây nó chưa được đổi màn hình. Đấy, nó sẽ thông qua một cái thằng nó gọi là thằng adapter. Đấy. Thì đầu tiên để tạo ra được, để đổ lên được trên này ấy, thì mình các bạn kích chuột phải vào layout cho mình nhá. Kích chuột phải layout này, chọn new này. Layout resource file. Đấy, mình sẽ đặt tên là item ô màu. Item ô màu. Ok. Ô chết sao lại cộng mà xích trừ mà. Rồi thì cái item này có nhận cái file item ô màu có nhiệm vụ gì? Đấy thì nhiệm vụ của nó đơn giản lắm. Nó sẽ là thiết kế ra từng cái ô tròn này một. Đấy. Nhưng tạm thời mình chưa có ô tròn, mình sẽ để ô vuông đi. Đấy, mình sẽ chuyển cái thành này thành về thành Redis layout à. Sau đấy mình sẽ cho ở đây một cái đấy, text view, một cái image view đi. Image view à. Width bằng 50 dp. Đấy. Hay cũng cho là 50 dp. Dp. Rồi, sau đấy xong thì mình sẽ cho thằng này margin, mình cho nó margin bằng 1 dp. Margin là cái khoảng cách giữa các khoảng cách của nó so với các ô xung quanh ấy, nó sẽ như thế. Rồi nhá. Sau ấy xong rồi, ở đây mình sẽ mà các bạn kích chuột phải đây cho mình. Chọn new một cái packet. Đặt tên là adapter. Đấy, adapter. Rồi sau đó kích chuột phải đây, các bạn tạo ra mình một cái Java class, mình sẽ đặt tên cho nó là ô màu adapter. Rồi thằng này mình sẽ cho nó kế thừa một cái thằng nó gọi là thằng array adapter. Array adapter đấy. Nó sẽ làm nhiệm vụ gì? Nó sẽ nhiệm vụ là chuyển cái nít ô màu này, nít ô màu lên trên màn hình đúng không? Đấy,
nên là cái nó mình các bạn phải cung cấp cho nó cái kiểu dữ liệu nó phải chuyển lên màn hình, nó là gì, nó chính là ô màu đó. Rồi xong nó vẫn báo đỏ thôi thì các bạn kích chuột phải đây cho mình, tạo, chọn cái là correct super contractor, là tạo cái contractor mặc định cho nó. Thì các bạn chọn cho mình cái contractor nào mà nó có ở đây, là theo ở đây mình nhìn thấy là nó là cái contractor thứ năm, nó sẽ có thứ tự, nó sẽ có ba biến chuyển vào là context, resource và object need. Rồi các bạn nhấn ok đấy. Sau đấy thì các bạn tạo cho mình một cái biến private có tên là context, kiểu dữ liệu của nó là context, và tên biến thì mình sẽ đặt là ct đấy, mang tên là context. Tiếp đến nữa là mình sẽ tạo ra một cái biến gọi là biến ArrayNit. Thì cái biến này nó sẽ chứa cái nit mà nó sẽ cần thiết phải đổ lên trên màn hình ấy. ARO màu. Đấy, mình sẽ đặt tên là ARO màu chẳng hạn. Chấm phải này. Rồi, sau đấy vào trong constructor nhá. Mình sẽ gọi git.ct, mình gọi cái biến context ra. Mình gán giá trị cho nó bằng cái context truyền vào. Tiếp đến là git chấm ARO màu, mình khởi tạo nó lên thông qua cái câu lệnh là lưu ArrayNit và truyền vào cái thằng object đó. Xong sau đấy xong rồi đấy, đấy thì mình sẽ tiến hành, mình sẽ ghi đè lại, có một phương thức override lại một phương thức đấy, có tên là get view đấy. Ok, mình xóa cái dòng ra tương super đi. Thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra nếu như con vật view đấy, thì có nghĩa là cái thằng get view nó nhận nhiệm vụ gì, thì đơn giản thôi, các anh hiểu nó sẽ lấy từng cái iterable màu một này đấy, nó sẽ đổ lên trên cái màn hình này cho các bạn, nó lấy từng cái một nhá, nó lấy từng iterable màu một đấy, nó đổ lên trên theo đổ lên trên cái màn hình hiển thị của các bạn, thì phụ thuộc vào cái nit mà các bạn truyền vào đây này đấy, có bao nhiêu phần tử thì nó sẽ đổ bấy nhiêu phần tử đó. Nếu như con vật view mà bằng bằng null thì sao? Ok, thì mình sẽ tiến hành này, mình gọi lấy, mình tạo ra một cái biến layout inflate đấy, inflator đấy, kiểu ấy, bằng layout inflator, gọi cái biến context ra chấm get system service và gọi ra cái layout inflate service service đó, chấm phải này. Sau đấy mình gọi cái biến con vật view bằng inflate chấm inflate và mình sẽ truyền vào cái r chấm layout chấm item ô màu phải null, thì nó sẽ làm nhiệm vụ là nó sẽ lấy cái item ô màu này để nó đổ lên trên màn hình cho các bạn. Rồi sau đó đơn giản đấy, mình sẽ return return cái con vật view đó, thế là xong. Sau đấy xong nhá, mình sẽ quay lại cái bên main activity của mình đấy, mình gắn ID cho này, gắn ID xong rồi mình sẽ đặt là GDV list ô màu đi. Rồi mình copy cái ID đấy nhá, sau sang bên main activity mình khai báo tiếp một cái biến git view đặt tên cho nó. Rồi sau đấy mình tạo ra cái hàm private void để ánh xạ, mình sẽ đặt tên là ánh xạ. Rồi này mình gọi bên git view này bằng fill view by id, thì cái câu lệnh này nôm na là nó sẽ để nó sẽ lấy cái activity, lấy cái git view trên này nó gán vào cho cái git view ở trong file Java, để mỗi lần mình thao tác với cái git view trong file Java, có nghĩa là mình đang thao tác với cái git view mà hiển thị trên màn hình đó. Mình sẽ truyền vào error chấm id chấm tiếp git view ô màu chấm phẩy. Rồi xong, sau ấy xong rồi ở đây mình sẽ tạo ra hàm private tiếp void void đi, hàm mình sẽ tên là hàm setup. Đấy, setup thì là mình sẽ tiến hành mình đổ dữ liệu, lấy cái list ô màu này mình đổ vào trong git view này đấy. Thì ở trên này mình sẽ tạo ra một cái, mình sẽ tạo ra cái biến nó có kiểu dữ liệu là ô màu after đấy, ô màu after mình đặt tên cho nó là after này. Đấy xong ở cái init này thì mình sẽ gọi nó
ô màu cái adapter của mình sẽ bằng new, mình khởi tạo lên bằng truyền vào. Thứ nhất là contact các bạn truyền vào zip cho mình, tiếp theo nữa là cái resource thì các bạn truyền vào số 0 cho mình được, không vấn đề gì đâu. Và cuối cùng là cái list mà các bạn muốn đổ lên trên màn hình, nó là gì? Nó chính là thằng ARO màu chấm phẩy. Rồi ở trong thì bây giờ quay lại hàm setup, mình sẽ gọi cái hàng video màu ra chấm set after và truyền vào cái after mình vừa tạo trên kia. Rồi sau khi init này thì mình sẽ gọi hàm ánh xạ. Đấy. Sau ánh xạ thì mình sẽ gọi hàm setup. Rồi mình sẽ bấm run lên cho các bạn sẽ thấy nó được cái gì. Rồi mình sẽ chỉnh sửa dần dần từng tí một cho nó giống khi nào đến giống cái hình mà kia thôi. Rồi đấy, hiện tại vẫn đang trắng tinh nhá, không có gì nhá. Bởi vì sao? Đơn giản thôi. Bây giờ cái ô demo mà mình chỉ cần set cho nó một cái background. Đấy, background thằng FFF. Mình sửa cho nó thành một màu khác này. Đấy. Bấm run. Rồi, các bạn nhìn nào. Đó, các bạn nhìn nào. Đấy. Thì nhưng mà hiện tại thì nó vẫn chưa xếp thành cái hình vuông kia cho mình đúng không? Đấy, đơn giản này thôi. Bởi vì trong cái thằng GitView ấy, nó có một thực tính để quy định là cái nít của các bạn này, cái nít này nó sẽ chia ra bao nhiêu hàng, à, bao nhiêu cột, đấy, bao nhiêu cột, đấy, bao nhiêu cột. Thì ở đây, ở trong một setup này, mình sẽ gọi cái thằng GitView này, chấm này, set loom, column, mình sẽ chuyển vào cho nó là 7 này. Đấy. Rồi bấm run lại này. Rồi bấm run lại. Rồi, đấy các bạn nhìn không? Có vẻ nó có vẻ là sẽ mình đang có 7 hàng và 7 cột không? Nhưng bài toán sẽ mình sẽ sửa lại một chút, mình sẽ sửa lại một chút này. Đấy. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái object. Ở đây mình sẽ trong object mình sẽ tạo ra một cái Java class có tên là sẽ là tên là định nghĩa đi. Đấy, định nghĩa. Đấy, định nghĩa. Ok. Thì trong định nghĩa là gì? Thì ở trong này mình sẽ khai báo những cái mà những cái biến mà mình cần phải khai báo, những cái biến mà kiểu như kiểu số 7 hay là số 49, những cái số hàng số cột ấy. Thì ở đây mình sẽ khai báo inter một cái biến khác, một cái biến inter, một cái biến có thể public trước nhỉ, mình phải khai báo public trước, public inter số cột. Đấy. Số cột chẳng hạn mình cho đây là 7. Đấy. Rồi xong sang bên main activity này, thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái kiểu một cái định nghĩa, một cái biến kiểu dữ liệu định nghĩa bằng new định nghĩa, mình new luôn đấy cũng được, không vấn đề gì. Sau đấy ở đây sẽ gọi này, định nghĩa chấm, à quên chết rồi, chết rồi, mình phải tạo ra thêm một cái biến là số ô nữa. Đấy, số ô nữa. Rồi ở đây sau rồi tiếp đấy là mình sẽ tạo ra một cái constructor. Đấy. Mình sẽ public này. À, định nghĩa. Ừ. Thì cái constructor ấy nó là cái phần như kiểu là mình sẽ thích code những cái gì mình khởi tạo ở trong này. Thì ở trong này mình sẽ định nghĩa là cái số ô sẽ bằng số cột nhân với lại số cột. À, nhân với số cột. Rồi sau sang bên main activity nhá. Mình sẽ khai báo này. ARO màu size nhỏ hơn định nghĩa chấm số ô. Đấy. Còn cái số 7 ở đây thì mình sẽ khai báo là định nghĩa nhân định nghĩa chấm chấm số cột. Đấy. Thì nếu như mình thay đổi đây số cột của mình, số cột đây mình chỉ thay đổi bằng 5 thôi chẳng hạn, mình chỉ có 5 cột thôi chẳng hạn, đấy thì nó sẽ ra 5 hàng và 5 cột, nhưng mà hiện tại nó không được đẹp cho lắm đúng không? Biết tại sao, các bạn biết tại sao? Tại vì là cái im cái đúng là cái thằng chờ mình xíu, mình sẽ dùng Google Driver để giải thích cho các bạn nó sẽ dễ hơn.
ví dụ đơn giản này, đây cái màn hình của mình đây, màn hình của mình như này đấy, và mình sẽ có, bây giờ mình sẽ sửa lại nhá, mình sẽ sửa lại ở đây cái ô màu, cái định nghĩa mình đây, mình số cột của mình chỉ để là 2 thôi chẳng hạn. Thì nó sẽ ra cái hình nôm na là cũng đúng ô, các kích thước các ô đấy, nhưng mà nôm na nó sẽ không được đẹp cho lắm đúng không đấy. Thế đơn giản thôi, bởi vì sao, bởi vì cái image view của mình ở đây, các image view trong cái này mình để đang để kích thước là cố định là 50 dp, 50 dp thì đúng rồi, nó sẽ xếp như này, nó xếp như này đấy. Đấy. Xếp này, nhưng bây giờ mình muốn là cái kích thước của mình nó phải linh động cơ đấy, ví dụ như là có bốn ô chẳng hạn thì là cái ô vuông của mình nó phải như được như này đấy, có nghĩa là nó sẽ căn, nó lấy sẽ cái width của này, lấy cái width nó sẽ cho bằng cái hay đấy, chiều dài bằng chiều rộng đấy, thì làm thì nhìn hình nó mới đẹp được đúng không, thì nhìn hình mới giống ở kia được đấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tạo ra một cái image view, một cái ô mà nó căn được chiều rộng với chiều dài bằng nhau. Đấy. Thì ở trong object nhé, các bạn tạo cho mình một cái Java class, sẽ đặt tên hôm nay sẽ đặt tên là cái đặt tên là img custom 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 đấy. Rồi xong thì thằng này mình sẽ kế thừa, các bạn gõ cho mình nhá, kế thừa cái thằng image view. Image view ok chưa, nó sẽ báo đỏ, các bạn kích vào đây và tạo constructor mình, các bạn chọn cho mình, nhấn Ctrl và chọn cho mình ba cái constructor đầu tiên rồi chọn nhấn ok, kệ nó báo đỏ đi không vấn đề gì đâu đấy, các bạn nhìn chưa. Nếu như các bạn dùng Android Studio 4.1 thì đúng là các bạn khi các bạn kế thừa bất kỳ cái thành phần view nào nó sẽ ra được một cái custom ở bên này đó. Thì bây giờ đơn giản thôi, các bạn gọi cho mình cái hàm on measure mình rồi. Sau đó, trong con mesh thì mình sẽ gọi ra một, mình sẽ tạo ra biến a bằng get mesh width chấm phẩy, xong mình sẽ gọi ra cái hàm set mesh và mình chuyển vào a phẩy a, nghĩa là thế nào đấy, nôm na là khi mà các bạn tạo ra cái image view ấy, mà nó hiển thị màn hình ấy, thì nó sẽ nhảy vào cái hàm on mesh của mình. Mình sẽ lấy ra cái chiều width của nó, mình sẽ lấy ra cái chiều này đấy, width của nó này, và mình sẽ set cho cái chiều dài cho nó bằng với chiều width, và thì nó sẽ căng được đấy, nó sẽ căng được chiều dài và chiều rộng bằng nhau. Rồi sau đó sang bên item ô màu đấy, mình sẽ sửa thằng này thành cái thằng img custom đấy, các bạn nhìn thấy chưa, gõ chữ img cái nó ra ngay này. Rồi ok, width mình sẽ để cho nó là mặt parent đấy, hay mình cho là map pattern. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ra xem kết quả sẽ được như thế nào nhá. Đấy các bạn nhìn nhá, đấy các ô màu nó phun đều cho mình, ví dụ bây giờ trong cái hàm định, trong cái định nghĩa mình để ô này thành 8 thì chả thì sẽ được như thế nào đấy, thì nó sẽ chia ra thôi, đơn giản nó sẽ chia ra thôi đấy, ví dụ nó sẽ chia thành 8 phần bằng nhau, các ô màu đều kích thước bằng nhau cả. Bây giờ mình sửa sửa thành 5 thì mình sẽ được như thế này đấy. Ok, thế là xong một xíu rồi. Thì để cho nó giống với cái con game kia ấy, thì mình sẽ cho thằng này một chút, nó là thằng margin, mình cho nó margin khoảng tầm 20 dp đấy là cái thứ nhất. Tiếp theo đấy thì mình sẽ dùng cái công cụ là crop color, bạn chờ mình xíu.
Mình sẽ dùng cái color picker. Đấy, hôm nay mình sẽ dùng color picker online, color picker download. Ừ, không phải thằng này. Có nhiều phần mềm tên giống nhau quá mà. Không phải thằng này luôn. Cái color picker của mình đâu rồi? Không phải thằng này, trời ơi. Ôi, tại thằng này về vậy. Tạm thời dùng thằng này vậy. Hôm nay là cái color picker thì có nhiều cái, hôm nay mình cũng không thích dùng cái thằng này cho lắm. Nó cũng ok thôi, nó cũng không vấn đề gì cả. Rồi, mình sẽ lấy ra cái màu nhá, mình sẽ lấy ra cái màu này này. Đây. Rồi, mình sẽ lấy ra cái màu này này. Hex. À không phải Ủa, nó là thằng nào nhỉ? Đây, nó là thằng này. Rồi, vào trong này mình sẽ set cho thằng này một cái background. Ừ, background thằng V. Đấy, và thằng này vào. Đấy, mình sẽ có được cái màu như này. Rồi, tiếp đến nữa thì cái item mô màu mình sẽ làm cho nó giống cái hình đi. Giống cho giống cái hình như mình sẽ lấy cho một cái màu vàng. Đấy. Làm cho giống cái hình mình sẽ lấy ra cái màu vàng này. Đấy, rồi ok. Bây giờ run này xem được cái gì rồi. Thì đơn giản thôi, run sẽ được cái hình dựa dựa. Đấy, ok được chưa? Đấy, sẽ được như này. Nhưng mà margin, cái margin này vẫn hơi ít, mình sẽ đẩy lên cho nó tầm khoảng tầm 30 dp. Đấy, 30 dp cái nhất. Và cái thứ hai nữa là cái ô kia nó chưa được màu tròn, chưa được hình tròn đúng không? Đấy, thì đơn giản thôi, bây giờ mình sẽ chọn kích chuột phải vào drawable mình. À không không không, cái này không không kích được vào đâu mà. Đơn giản lắm, các bạn nên trên trên trang nên cái trang icon free. Hôm nay nó là cái icon free. Mình sẽ lên trên này, mình sẽ tìm ra cái một cái icon nó là hình tròn. Đấy, bất kỳ không nhất thiết đâu, các bạn không nhất thiết phải chọn màu khác nhé, các bạn chọn cứ chọn màu đen thì mình cũng được. Đấy, bây giờ mình sẽ đổi, mình sẽ đơn giản mình sẽ tải về thôi. Rồi này, rồi sau đấy mình sẽ tiến hành mình copy, nhấn Ctrl C rồi lấy vào trong project của mình. Đấy, mình sẽ paste vào trong thư mục drawable. Paste. Ơ chết rồi. Các bạn nhớ đổi tên cho mình nhá. Khi paste xong ấy, các bạn có thể cái paste xong các bạn kích chuột vào file, nhấn Shift F6 để đổi tên. Đấy, mình sẽ đặt tên là tròn chẳng hạn. Đấy. Rồi. Thì quay lại cái item mô màu của mình. Quay lại cái item mô màu của mình. Thì ở đây mình sẽ gọi cho nó cái SRC, SRC mình sẽ gọi ra cái hình tròn cho nó. Đấy. Ok, mình đã có một cái hình tròn như này rồi.
Rồi sau đấy xong rồi thì mình sẽ sửa, mình sẽ không dùng cái background nữa mà mình dùng cái một thuộc tính, nó là thuộc tính theme. Ok. Đấy, thuộc tính theme thì nôm na là nếu như theme có màu gì ấy, thì nôm na nó sẽ lấp hết các cái màu ấy cho các bạn, nó sẽ lấy cái màu đen nó che hết. Đấy, còn những xung quanh của nó không có màu, không không phải là ảnh ấy, thì là nó sẽ không có màu gì cả. Đấy, bây giờ ví dụ mà mình bấm run chẳng hạn. Bấm run thì bây giờ cái hình mình có được phải được như này không? Đấy, gần giống game chưa? Đấy. Rồi tiếp đến nhá. Thì bây giờ đơn giản lưng cấp hơn một chút này. Mình muốn có một cái ô màu khác hoàn toàn so với những ô màu còn lại thì làm như nào? Bây giờ trong ô màu nhá, mình sẽ định nghĩa. Mình sẽ tạo ra cái biến public string mã màu. Đấy. Mã màu bằng chấm phẩy. Đấy, mình để này thôi. Xong các bạn nhấn tổ hợp Alt Enter, Insert cho mình. Đấy, chọn constructor, nhấn Enter. Đấy thì là nôm na là khi mà các bạn khởi khởi tạo ra cái ô màu ấy thì mặc định cái ô màu nó sẽ phải bằng như này. Nó sẽ các bạn phải truyền vào cái mã màu cho cái ô màu đấy. Đấy. Thì quay lại main activity nhá, chắc chắn nó sẽ lỗi. Thì bây giờ mình sẽ muốn này, mình sẽ lấy bừa một cái mã màu vào đấy nhá. Đây, ví dụ như là thằng này mình sẽ lấy cái mã màu này đi. Không, lấy cái màu gì nó sáng sáng, tươi sáng một xíu. Đây, màu đỏ chẳng hạn. Đấy, mình sẽ copy cái mã màu này vào. Đấy, ok. Rồi xong. Bây giờ mình chạy lên này. Cái màu này là màu đỏ nhá, nhưng mà chạy lên nó vẫn đang là màu xanh này. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là mình chưa hề đổ màu cho cái thằng này, mình vẫn để cho nó mặc định. Thì muốn đổ màu cho nó thì các bạn đầu tiên các bạn gán cho nó một cái ID trước á, img ô màu chẳng hạn. Đấy, mình sẽ copy cái ID này vào bên cái trong ô màu after của mình nhá. Rồi ở dưới đây này, đấy, dưới đây bắt đầu mình tiến hành mình đổ cái màu lên trên cái image view kia. Đấy. Thế mình kiểm tra thôi. Nếu như mà cái ARR của mình mà chấm size mà lớn hơn không. Đấy, nếu như có cái ARR có dữ liệu trước đã thì mình sẽ này mình lấy ra này. Mình lấy ra cái ô màu ở vị trí thứ position. Đấy, position nó sẽ đánh cái position của mình nhá. Nó sẽ đánh số ấy. Nó sẽ đánh số từ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 theo cái thứ tự các cái ô màu được mình đẩy vào trong cái ARR ô màu này. Rồi tiếp đến mình sẽ tạo ra một cái img custom. Đấy. Img custom bằng convert view chấm fill view by id r chấm id chấm img ô màu. Đó. Sau đấy xong nhá, mình gọi cái img ô màu của mình ra. Img custom này chấm set theme. Theme ơi. Set theme, sorry các bạn, từ từ các bạn chờ mình chút nữa. À. Set color filter. Đấy, color filter, ok. Nó chính là cái hàm set theme đấy. Đấy thì các bạn gọi cho mình là color này. Chấm path. Đấy. Path color. Path color và truyền vào là cái thằng ô chấm mã màu đó, thì nó sẽ tiến hành nó lấy ra cái ô mã màu mình truyền bên này và đẩy sang bên kia. Rồi đấy, xong bây giờ mình muốn run xem được cái gì. Đấy, như các bạn thấy không, cái mã màu ở đây mình truyền vào màu đỏ thì bây giờ hiện ra hết thành màu đỏ rồi đúng không? Ừ. Rồi đơn giản thôi đấy. Nhưng bây giờ mình muốn có một ô màu khác thì làm nào? Đấy thì đơn giản này, ví dụ như là bây giờ nhá, mình sẽ tạo ra cái biến gian đừng r bằng new gian đừng. Đấy, mình sẽ lấy ra một cái mã màu, một cái ô ngẫu nhiên ở trong cái arr màu này và mình set cho nó thành màu khác, thế thôi. Thế đơn giản đấy nhá, mình sẽ gọi này arr ô màu chấm
get truyền vào vị trí này, r.login đấy, và arrow màu chấm size đấy, thì nó sẽ lấy ra cái số màu, một cái ô màu ngẫu nhiên nào đấy bất kỳ, rồi mình gọi là chấm mã màu bằng. Đơn giản thôi, bây giờ mình sẽ truyền một cái mã màu khác cho các bạn nhé. Mình sẽ lấy mã màu nào giờ nhỉ, một màu xanh đi. Mã màu thăng đấy, rồi sau đấy mình bấm run xem được cái gì nhá. Đấy, rồi các bạn, như các bạn có thể thấy nhá, nó tạo ra ngẫu nhiên như mình rồi đấy, ngẫu nhiên thằng này cho mình à. Đấy, bây giờ ví dụ mình thay đổi lại một chút này, ở trong cái thằng định nghĩa mình sửa cái mã màu thành màu tám này, thành số tám đi, tám ô đi, tám cột tám hàng đấy, thì khi lên trên này đấy, có phải nó sẽ được một cái ô nó khá giống với lại cái thằng bên này rồi không? Đấy, khá là tương đương thôi, mới khá tương đương đấy. Ok, thì ở phần này, thì ở video này mình sẽ đã hướng dẫn các bạn là cái làm cái giao diện, đó là cái phần chính của cái giao diện chơi trước đấy. Ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tạo lấy được hai cái mã màu nó gần giống nhau ấy. Tạo ra cái mã màu nó gần giống nhau, chứ đây là mã màu này nó khác quá rồi, nó không giống bằng kia rồi. Ok, video của mình xin được dừng lại đây, chúc các bạn học lập trình vui vẻ.